khô hết rồi ấy. Cái cá da ấy nó khô như thế này. Ừ, cái cá. Mình đi mượn mượn chút cá. Ừ, nó khô hết rồi. Cái. Bác ơi, bác ở nhà không? Có, đi đấy. Bác cho cháu mượn cái vợ đi dư xúc cá vậy. Ờ, lấy đi. Này phải không bác? Vâng. Bác có xô cho cháu có một cái ở bên đấy đấy. Cho cháu mượn cả xô nhé. Vâng. Dư xúc cá rồi. Con cũng tập xô. Mượn lợn xúc cá nhá. Vâng. Sau là đi cháu đi xúc xem có được không, xong cháu mang thịt lại. Ừ. Ừ. Con với mẹ đi xúc cá thì trời nắng hay là xúc cá thì nước khô. Mẹ xem chỗ này có cá không ấy, nó cạn nhá. Ôi, chỗ này có cá đây, 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 đây. Ôi, có cá, có cá, có cá. Ôi, mẹ xem phương á. Ừ, để mẹ bắt á, mẹ bỏ vùi á, mẹ bắt á. Em bắt con kia á. Ôi, này, 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 này. Ôi, được một con ra. Đâu, có một con ở đâu? Cá to lắm con ạ, béo đấy chứ đây này. Con này biết. Ôi con có bắt được một con ra. Ui ôi con bắt được cả một con. Đây đây lấy xô đây đây. Cô gái của mẹ giỏi thế bắt được cả. Ui để đây nhá. Này đi tìm xem con tiên nữa. Ở đâu? Ở đây. Đâu? Ở đây. Ừ giờ con giỏi. Ui. Đi hết rồi. Ui. Con ui ôi. Ui thế này bắt được thế này chắc có nhiều cá lắm ấy, ở trên này chắc có nhiều lắm ấy. Thôi mình đi tìm kiếm xem nào. Tìm kiếm. Ừ, thả ra vào. Thả ra vào, tìm kiếm. Chúng ta bây giờ có cá lắm ấy. Đấy đi. Ừ. Ôi, ở trên này. Ừ. Chỗ này cũng khô, con ở im ở trên này cho mẹ xem ở chỗ này có. Có. Để cho mẹ bắt xem có. Ơ, vui thế này. Cá ở đây. Ui, có cá, có cá. Ui. Ui, tìm một con. Ui, được một con này. Đây, mẹ được một con này. Đây. Xem con bác còn có con nào không? Mẹ lật đá đi. Lật đá không có con nào. Con chứ. Vâng. Vâng. Cũng như cá này cá to đẹp thế đấy. Như thế này xem có. Đi ạ. Thì đi nhanh lúc. Quỳ đi. Đến cái để mẹ tìm xem có con nào không? Không có đâu cơ. Có một con nhé. Cái đầu ạ.
Em lấy ra. Tìm ra. Để mẹ tìm con này, cô đang có con nào không? Để cho vợ đấy. Ui, đổ hết rồi. Đi hết bây giờ. Mày quá. Để mẹ tìm xem có con nào không? Con đừng tìm đó. Tìm cái này nè. Cá đôi. Ui, cá đôi. Ui, cá lên bao đi. Cá đi cơ. Đâu hả? Đây, 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 có cá đây nè. Ờ, xem có cá đâu. Ô, bắt được rồi, đây, 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 đây. Bắt được rồi, đây. Ô, bắt được rồi. Ô, bắt được rồi. Bắt được rồi. Cá, con này được nhiều rồi ấy. Ừ. Bắt được nhiều ấy, cá da nhiều lắm ấy. Cho đi lên trên, bắn con nhiều đi này. Con ngồi bên đấy xem có không? Có à con? Không có à, để mẹ xem nào. Không có, không có con nào. Trông không có. Không có đi, mình đi trên tìm trước á. Đi mẹ con vẫn á. Ui, cá ở trên này, lại nó ra ở trên này. Đâu rồi? Đây 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 mẹ còn chưa bắt được con nào đây này. Ui cá ở dưới. Ui được một con cá đấy. Ui nó xuống dưới. Đây 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 cá cá. Ui. Đấy tập con bắt được mẹ dùng cái này còn không bắt được. Để mẹ đăng từ cho con được con nào. Ui con này to ga ra. Ừ. Ui mẹ cầm đi thả xô, mẹ đi thả xô. Mẹ đi thả xô nhá. Con ở ba nữa. Mẹ muốn con á. Con này mẹ thả xô đâu, mẹ xúc đâu. Ơ, thế tao con bắt được mẹ xúc không được, xem mẹ thử trong hồ nó có con nào không? Có. Thế con mang đi cất đi. Mẹ sợ, ôi ở trong này có một con. Ở đây. Ôi đây 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 đây. Cầm từ, con cuộn đi. Ôi dạ. Đây. Nước khô hết rồi, xong rồi cá nắng nó ra. Ừ, nó cũng ra trên đây nè. Ừ, mang đi để xô đi con, đi để xô. Con không có, mẹ để vui á. Xem xung quanh có. Con ở đây xem cá. Ừ. Đi theo anh.
Nhìn cái con này khô hết rồi. Con hẹn mẹ dưới đây, mẹ đi trên này xem tìm đuổi ô cá chưa cho này này đây 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 cá chưa cho này chứ ôi nó giấu mình vào đây ôi con được nhiều rồi, bắt nữa không có rồi, bắt vào đấy được vào đấy ở trên các khu hết luôn, qua mình đi mang đi bán không có được cái nào nữa, rồi đó ai, con được to rồi, con này cũng to dữ à. Đừng mà bán nữa, đi đi. Đi về không? Vợ này đây, cho mẹ đây. Cho vợ đi cả bạn.
chào bán cá ở đây nhá. Cho bé 1.000 ăn viên. Cá này ngon đấy. Con ăn phần này để về nhà mình ăn thôi nhỉ? Về nhà mẹ nấu cho ăn nhé, nấu cho ăn nhé. Thế mình không bán nữa nhỉ? Thế mẹ thử nó xong mau về nhé. Mẹ được ra tí nhé. Ra tí mang xô giả bác ấy. Cái này lấy về mình ăn. Để gùi đây. Nó nghe cùi của mẹ thế rồi. Mẹ đổ nước anh nhá.
Bác ơi, cháu giả xôi nhá. Có ai ở nhà không? Đi để đấy, nay bác đi đâu. Đấy nhá mẹ, mẹ rau ra xong mẹ cá bổ nhá. Để mẹ con với mẹ mẹ nấu cá cho ăn nhé. Chắc xong rồi. Cá xôi đã. Xôi. Con vừa ngủ à? Đó, để mẹ em. Đâu mẹ xem nào. Buồn nhẹ lắm rồi. Đó đi chào mẹ đi bắt cá mẹ lắm rồi. Hả? Con ngủ đúng. Nó để mẹ chăm nấu cá chín xong ăn xong xong ngủ nhá. Cá chín rồi mẹ nhấc xuống nhá.
Chị mới hẹn con nhận đồ chơi của con đi nhé. Cất xuống dưới bàn này. Để nhấc cá ra. Đấy, chín rồi đó. Rồi rau xanh để ăn. Rau xanh. Đây, đây mẹ để đĩa tất cả. Ăn ở đây chỉ để mâm cho nó ăn thôi. Rồi, để đây. Để đây, đây, đây. Rồi, tiếp rửa vào. Để múc cánh lại. Mình đã ăn cơm rồi. Mình đã ăn cơm. Ăn cơm đi con. Ăn cơm nhá. Ăn cơm đi. Đấy nhá. Mình lại cháo cho nhá. Mẹ có ăn. Đây mẹ lại cháo cho nhá. Mẹ lại xương cho. Ăn cá nữa đi. Ăn nhá, ăn cẩn thận nhá. Ăn thấy ngon không? Có. Ăn cẩn thận nhá, thật thương nhá. Nhà chỉ ký rồi nhá. Cá ngon nhá. Nhớ, nhớ cắt ngon. Ăn cá nhá, mẹ ăn cá nhá, các bạn nhá. Cá ngon đấy. Con có ăn chứ chưa, xem có xương nhá. Ăn cơm nhá, cá nhá. Nhặt cá cho nhá. Ăn cơm này bác thử tiếp này. Ăn đấy ạ. Ăn no chứ. Mình nhặt cá cho con. Cho ăn cá. Chị trộn lấy cơm ăn nhá. Chị lên chuối. Chị cho chị lại. Lô thịt của anh em. Chị lại một phát. Ngon rồi. Ngon.